Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái bài phương trình bậc 2 trong trường số phức. Cái này thuộc giải tích 12 và cái chương chương 4 chương số phức. Thì cái phương trình bậc 2 các bạn trong trường số phức á thì mình cũng chúng ta cũng biết về cái phương trình bậc 2 trong trường số thực đúng không bạn? Và để giải được cái phương trình bậc 2 trong trường số thực á thì cái phương công thức mà bạn đã từng biết á là cái biệt thức delta. Là đúng không bạn? Thì bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại về căn bậc 2 trong trường số phức. Chúng ta cũng biết về căn bậc 2 trong trường số thực rồi. Thì bạn nào nó cũng tương tự nhau thôi bạn. Bạn nào chưa nắm được căn bậc 2 trong trường số thực thì các bạn có thể xem lại cái video của mình. Mình sẽ để đường link ở trên trong cái video này, góc ở trên cùng bên tay phải của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái video. Bây giờ cái chữ căn bậc 2 trong trường số phức là bạn căn bậc 2 nè. Cái định nghĩa này nó giống y như trong trường số thực bạn, tức là tôi là căn bậc 2 của ông khi tôi bình phương lên ra ông. Tôi là căn bậc 2 của ông khi tôi bình phương lên ra ông, đúng bạn? Tôi là căn bậc 2 của ông khi tôi bình phương thì ra ông. Khi tôi bình phương thì ra ông. Ok. Chúng ta ví dụ nghĩa là y bình ra trừ 1 bạn. Y bình ra trừ 1. Thì chúng ta, bạn thấy là y bình ra trừ 1, đúng không? Bạn biết một điều rằng á, cái âm và dương khi bình phương đều ra số dương, đúng không bạn? Âm và dương khi bình phương đều ra số dương. Nên từ chúng ta mới đưa tới một cái gì? Cộng trừ y tất cả bình cũng ra chữ trừ 1. Như vậy, tôi bình phương ra ông, vì tôi là căn bậc 2 của ông. Như vậy là y và trừ y là căn bậc 2 của chữ trừ 1 bạn. À, đó. Đúng không bạn? À, rồi. À, thì bây giờ ví dụ như hồi lớp 9 bạn học căn bậc 2, ví dụ như cộng trừ 3 đem bình phương bằng 9, đúng không bạn? Cộng trừ 3 đem bình phương 9. Đúng không bạn? Thì cộng trừ 3 là căn bậc 2 của 9 đó bạn. À, cộng trừ 3 là căn bậc 2 của 9. Đó là hồi cấp 2. Bây giờ tiếp tục bạn. Tức là nôm na một câu vậy nè bạn. À, nôm na một câu như vậy. À, nôm na một cái vấn đề vậy nè. Tôi là căn bậc 2 của ông khi tôi bình phương lên ra ông. À, tôi mà bình phương ra ông thì tôi gọi là căn bậc 2 của ông. Đúng không bạn? Còn tôi mà mũ 3 ra ông thì tôi là căn bậc 3 của ông. Tôi mà mũ 4 ra ông là tôi là căn bậc 4 của ông. Vậy tương tự vậy bạn sẽ thấy cái gì? Cộng trừ 2y tất cả bình ra chữ trừ 4. Như vậy cộng trừ 2y là căn bậc 2 của trừ 4. À, thấy không? Cộng trừ 2y là căn bậc 2 của chữ trừ 4 bạn. Rồi, tương tự ví dụ 3 bạn thấy nè. Cộng trừ căn 3y tất cả bình ra trừ 3. Đúng không? Ra âm 3 á. À, thực ra ra âm 3 đúng không? Mình hay đọc cho cái miệng của mình nó quen là thành trừ 3. À, gọi là âm 3 á. À, thì như vậy, cái cộng trừ căn 3y chính là căn bậc 2 của âm 3 bạn. Đó. Rồi. Giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ 4 bạn. À, ví dụ 4. Đến ví dụ 4 bạn. Thì bạn thấy đề bài cho gì? Đề bài cho là tìm căn bậc 2 của âm 5 trừ đi 12y. À, âm 5 trừ đi 12y. Thì bạn phải khai triển cái này dưới dạng hằng đẳng thức bạn. À, khai triển dưới dạng hằng đẳng thức thì mình khai triển như sau. Đó bạn, mình đã khai triển. Thì cái cách mà để hình thành nên một cái hằng đẳng thức á, bạn nào không rành, chưa rành thì bạn hãy xem lại một cái loạt video về mình chia sẻ và cách phân tích ra hằng đẳng thức. À, mình cũng sẽ để cái đường link ở đây, ở trên để các bạn theo dõi. Thì khi bạn khai triển hằng thức thì bạn ra được kết quả như vậy. Đây là kết quả của bạn. Như vậy bạn, 2 trừ 3y đem bình phương ra âm 5 trừ 12y. Đúng không bạn? Thì bạn có thể viết lại là cái cộng trừ của 2 trừ 3y đem bình phương sẽ ra trừ 5 trừ 12 mà 2y vậy. Bạn nên nhớ một điều nè. A bình phương mà bằng B thì cái cộng trừ A tất cả bình phương cũng ra B bạn. Vì cái âm hay dương bình phương á thì nó cũng ra dấu dương đó bạn. Nó cũng ra một dấu à. Nhớ bạn. À đó. Thì từ đó mình có thể kết luận ra A cái cộng trừ của 2 trừ 3y tất cả bình ra này thì cộng trừ 2 trừ tất cả của trừ 3y á sẽ là căn bậc 2 của cái này. À, bạn nghe chưa? À, như vậy. Đó. Ok.
Bây giờ chúng ta sẽ qua cái ví dụ 5 bạn. Ví dụ 5. Cái ví dụ 5. Thì bạn thấy nè, ở cái ví dụ 5 nó khác gì ví dụ 4? Cái ví dụ 5, ví dụ 4 á bạn. Ví dụ 4 thì cái biểu thức đây nè. Bạn dễ dàng viết được dưới dạng bình phương. À, nhưng riêng cái ông này không thể viết được dưới dạng bình phương, rất khó khai triển dưới dạng bình phương. Rất khó, cực kỳ khó theo những cái thủ thuật bình thường bạn. Vậy thì chúng ta phải làm khó thì chúng ta sẽ gọi. À, chúng ta không thể dùng những cái kỹ thuật bình đơn giản để làm thì chúng ta sẽ gọi. Gọi gọi nè bạn, chúng ta sẽ gọi cái v kép bằng số phức á, là căn bậc 2 của cái này. Chúng ta sẽ gọi bạn. Vậy thì khi v kép là căn bậc 2 của số phức z thì định nghĩa gì bạn? Tôi là căn bậc 2 của ông khi nào? Khi tôi bình phương là bằng ông, vậy thì tôi bình phương là bằng ông. Đó bạn. À, tôi bình phương là bằng ông bạn. À, đây là dấu tương đương luôn bạn. Tôi bình phương là bằng ông. Rồi. Bây giờ, vậy tôi bình phương là bằng ông bạn thay vô bạn. À, v kép bình phương nè, chính là x cộng y, tất cả bình bằng z thay vô, đúng không bạn? Z đây. Đây là v kép thay vô. Rồi bạn khai triển cái hàm đẳng thức. Bạn khai triển cái hàm đẳng thức thì bạn ra được cái này. Đúng không? À, bạn khai triển hàm thức bạn ra được cái này. X bình trị bình cộng 2 x y đó bạn. Rồi, cái z viết lại, cái z viết lại đó bạn. Rồi, thì bạn thấy hai số phức bằng nhau khi gì? Phần thực bằng nhau nè. Phần ảo bằng nhau nè. À, bạn giải cái hệ này ra thì bạn có cái cặp này. Như vậy, bạn có hai số phức như vậy bạn, bạn thay x y bạn có hai số phức như vậy. À. Thì đây là hai căn bậc 2 của z. Đó, đây là cách mình tìm căn bậc 2. À, tại sao phải đi tìm căn bậc 2 khi giải phương trình bạn? Thì em biết rằng á, trong cái phương trình bậc 2 á, bạn muốn giải phương trình bậc 2. Đúng không? Bạn muốn giải phương trình bậc 2 thì bạn nhớ cái lớp 9 nói gì? Cái lớp 9 bạn lớp 9 bạn nói bạn phải giải delta đúng không? Lớp 9 á, mình nhắc lại cái lớp 9 nè. Cái lớp 9. À, cái lớp 9. Cái lớp 9 á, khi bạn giải delta bằng b bình trừ 4ac các bạn. À, thì nếu delta vậy, delta mà âm á, delta bằng 0 đúng không? Thì phương trình có một nghiệm kép đó các bạn. À, phương trình có một nghiệm kép. Có một nghiệm kép, đúng không? Mình nhắc lại. Còn delta âm á bạn, dương á thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. À, có hai nghiệm phân biệt. Đúng không bạn? Và hai nghiệm này thì làm bằng cách nào bạn? Thứ nhất trong hai nghiệm này bạn để ý nè. Cái x1 1 2 của bạn á sẽ bằng gì? Trừ b cộng căn delta chia 2a. Đúng không bạn? À, như vậy bạn phải đi tìm căn bậc 2 của delta, bạn thấy không? Phải đi tìm căn bậc 2. Nên buộc lòng để giải được phương trình bậc 2 bạn phải học về cách tìm căn bậc 2 của một biểu thức, đúng không bạn? À, còn delta âm thì sao? À, delta âm thì sao? À, trong trường hợp delta âm thì trong lớp 9 các bạn mình đang nói về lớp 9. À, nếu delta âm thì phương trình vô vô nghiệm, đúng không bạn? Mình đang nói về lớp 9, delta âm thì phương trình vô vô nghiệm. À, delta âm thì phương trình vô nghiệm. Đúng không bạn? Đó là trong trường số phức, à, trong trường số thật lớp 9 đó bạn. Nhưng khi bạn đưa vào trong trường số 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 thật á, tại trường số phức á, tại sao lại xuất hiện trường số phức bạn? Cái trường số phức á, nó giải quyết cái bài toán như bạn thấy nè. Trong trường số thật là căn của trừ một, căn của trừ một không tồn tại, đúng không bạn? Căn bậc hai của trừ một không tồn tại. Nhưng nếu bạn đưa vào trường số phức thì nó lại tồn tại. Bạn để ý nha. Trong trường số thật, căn bậc hai số học của trừ một không tồn tại. Nhưng bạn khi bạn đưa vào trường số phức á, thì người ta định nghĩa trừ một chính là y bình. À, thì lúc này nó lại tồn tại. Bạn thấy không? Cái số phức ra đời để giải quyết cái bài toán là căn bậc 2 ở ở số thực mình học là gì bạn? Không tồn tại căn bậc 2 của số âm. Đúng không bạn? Ở số thực các bạn, trong trường số thực á, số thực à số thực. Trong trường số thực thì không tồn tại căn bậc 2 của số âm. Của số âm. Đúng không bạn? À, nhưng
Trường số phức thì tồn tại. Trường số phức thì tồn tại. Tồn tại căn bậc 2 của số âm. Và người ta quy ước là gì bạn? Giải quyết số âm này như thế nào? Vừa âm 1 đã giải quyết là gì? Chuyển qua thành y bình. À, âm 1 chuyển thành y bình. Âm 3 chuyển thành 3 y bình. Đó, thì giải quyết được. Nên trong trường số phức bạn, khi delta âm, khi delta âm vẫn có nghiệm. Trong trường số phức delta âm vẫn có nghiệm, đúng không bạn? Delta âm vẫn có nghiệm, vẫn có nghiệm. À, vẫn có nghiệm. Và công thức nghiệm giống y chang này luôn bạn. À, công thức nghiệm là như nhau. Nên khi trường số phức chúng ta sẽ cái delta âm và delta dương đều có nghiệm, nên người ta xét chung là delta khác, khác không. Công thức nghiệm như vậy. Còn cái nghiệm kép như nhau. Như vậy bạn, khi bạn giải phương trình bậc 2 trong trường số phức, nó tư duy y chang trong trường số thật. À, tư duy y chang trong trường thực, nó chỉ khác là gì? Trong trường số thực mà delta âm là vô nghiệm, thì trong trường số phức delta âm vẫn có nghiệm và công thức y chang. Còn cách giải y chang các bạn, cách giải y chang luôn. Nên bây giờ mình chỉ cho một cái ví dụ thôi. Vì cách giải y chang, cách giải y chang, nên mình chỉ cho một ví dụ về trường hợp delta âm thôi bạn, thì chúng ta giải quyết sao nha. Ok, chúng ta sẽ qua ví dụ. À, một cái ví dụ thôi. Đây, thì bạn thấy delta âm, delta này âm, đúng không bạn? Thì bạn hoàn toàn có thể biến đổi thành gì? Nếu trong trường số thực thì không giải quyết được, nhưng mà trường số phức bạn có thể biến đổi là gì? 3 y bình. Thì vì bạn biết rằng y bình bằng trừ bằng âm 1, đúng không bạn? Bạn thấy vô 3 y bình thì hoàn toàn bạn giải quyết được, đúng không bạn? À, hoàn toàn bạn giải quyết được. Vì căn bậc 2 của, tại vì bạn biết rằng á là cộng trừ y căn 3 mà đem bình phương thì ra 3 y bình. Như vậy cộng trừ y căn 3 chính là căn bậc 2 của 3 y bình bạn. Như vậy bạn giải quyết được căn bậc 2 của 3 y bình thì ra được kết quả, bạn thấy không? Áp công thức vô, y chang lớp 9. À, y chang lớp 9, áp công thức ra thì đáp số. Rất là đơn giản như vậy thôi bạn nha. Yeah. Ok. À, thì đây là cái video thứ 69 của mình. Các bạn thấy nếu cái video này bổ ích thì các bạn ủng hộ cho mình theo cái số tài khoản này, ví Momo, ví Momo hoặc là số tài khoản ngân hàng. Ví Momo thì rất là đơn giản đó bạn, bạn có thể tìm hiểu trên Google. À, thì mình quay lại, cảm ơn các bạn. À, mình quay lại cái bài giảng trước khi kết thúc, mình nói một xíu. Thì cái bài giảng này là bạn, quan trọng nhất là gì? Bạn cần nhớ lại cái căn bậc 2 của lớp 9 và cái phương trình bậc 2 của lớp 9. Nói chung là trong trường số thực á, trong trường số thực và trong trường số phức tư duy nó y chang nhau thôi bạn. Chỉ khác nhau là gì? À, trong trường số phức á, người ta quy ước y bình bằng âm 1 để giải quyết những bài toán âm. Trong trường số thực không giải quyết được, dù không có căn bậc 2 của số âm, thì trong trường số phức người ta giải quyết biến âm 1 thành y bình thì có thể giải quyết được. Nhưng mà cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Chào các bạn.